Đặng ơi, ảnh không? Ồ, hay rồi á, Đặng lúc đòi bùng mà anh chiếc. Không, ý là phải có ảnh không? Mười tháng vừa qua. Cha trời, cứ tưởng cho người ta anh chí chứ. Đó. Đó. Mấy hai năm học trôi qua nhanh hay. Năm sau là ta không còn ở đây nữa rồi. Mình muốn mãi gì? Ngày mùng được chở Đặng đi học. Thôi đi ông à, ai bảo là năm nhí phải có chỉ lớn nữa à? Rồi chờ Đặng đi học, còn được tính là lớn không? Giá ngược là mình sẽ có một ngôi nhà khang trang, hạnh phúc ở đây, ngay trên quê hương của mình. Wow, vậy thì thật là hạnh phúc hay? Từ để đổi cho mình. Mình nói thật á? Ước mơ của mình là có sự nghiệp thành công và có cả dáng nữa. Khi mà thành công thì dám mới tin. Này, chứ thành công là răng đó. Kệ, hẹn 10 năm nữa ở đấy nhá. Mình đi đây. Phải thật thành công nha. Ở nhà mình khỏe nhé. Giáng ơi!
Giang tưởng là mình quên lời hứa năm xưa rồi chứ. Làm sao mà quên được? Mình lần đi về đấy là để thực hiện lời hứa với Giang mà. Mình nhớ là ngày xưa Giang muốn có một ngôi nhà hạnh phúc ở đấy. Trong 10 năm qua, mình cũng đã cố gắng để có sự nghiệp thành công. Và mình cũng đã mua được một căn nhà của dự án Eco Center Park cho chúng ta. Em đồng ý làm vừa anh nhé.